theo dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, vào ngày 20 tháng 5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn cầu Auto Investment Group được thành lập với vốn điều lệ là 500.000 tỷ đồng. Ông chủ của siêu doanh nghiệp này là Nguyễn Vũ Quốc Anh đã nhiều lần chia sẻ sẽ góp đủ vốn trong thời gian 90 ngày. Theo đó, hôm nay ngày 18 tháng 8 là hạn cuối cùng doanh nghiệp 500.000 tỷ này phải nộp đủ để không bị phạt. Vậy cho đến thời điểm này, liệu ông chủ sinh năm 1986 này đã nộp đủ số tiền nêu trên hay chưa? Theo báo điện tử Vietnamnet, cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin, tính đến ngày 17 tháng 8 vẫn chưa có động thái gì cho thấy người sáng lập doanh nghiệp hơn 500.000 tỷ này có thể góp đủ số tiền như đã đăng ký. Điều này hoàn toàn trái ngược với các phát ngôn trước đó của ông chủ siêu doanh nghiệp 500.000 tỷ này. Như ngày xưa tôi toàn làm cho những tập đoàn lớn xuất thân từ Central Group, Vingroup, SCI Group, K Group nên quen biết nhiều. Tôi không thiếu vốn hay tôi cam kết sẽ hoàn thành việc này trong vòng 90 ngày theo quy định. Nếu mọi người nghĩ đây là ảo thì hãy chờ kết quả. Trong trường hợp hết ngày 18 tháng 8, siêu doanh nghiệp này vẫn chưa góp đủ số vốn điều lệ, thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ phát văn bản yêu cầu báo cáo lý do. Doanh nghiệp buộc phải báo cáo lại với cơ quan đăng ký kinh doanh lý do chưa góp đủ số vốn đăng ký. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh sẽ quyết định hình thức xử lý. Quyết định xử lý cũng được nêu rõ theo khoản 3 điều 28 Nghị định 50/2016 NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư quy định như sau. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký, thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký. Theo khoản 5 điều 28 Nghị định 50/2016 NĐ-CP và Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về biện pháp khắc phục hậu quả như sau. Buộc đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này. Buộc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty hoặc đăng ký giải thể đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 điều này. Buộc đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần góp vốn, cổ phần của các thành viên, cổ đông bằng số vốn đã góp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 điều này. Buộc định giá lại tài sản góp vốn và đăng ký vốn điều lệ phù hợp với giá trị thực tế của tài sản góp vốn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 4 điều này. Buộc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm C khoản 4 điều này.